Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình là học sinh của anh Thái. Có thấy anh Thái bán cái bì sét mà số 1 số bạn bảo là không biết cách giải nhấn nó ra làm sao ấy. Mình bây giờ mình hướng dẫn các bạn tải nhá. Ví dụ các bạn mở ra một file chuyên gia nó sẽ như thế này này. Nó sẽ có một cái biểu tượng này, nó có các cái ô xanh, đỏ, tím, vàng, có ba cái trong sách tròn là như thế. Nếu mà trong máy các bạn nó có như thế này rồi ấy, hoặc là cái file mà anh Thái gửi cho mà nó không lên cái biểu tượng ba trong sách mà lên trắng trắng giống như thế này chẳng hạn, thì là các bạn chưa cài cái chuyên gia này vào, vì thế các bạn không mở ra được đâu. Vì thế bây giờ các bạn phải vào Google này, vào Google xong rồi gõ vào đấy là từ Win ra như thế. Rồi đấy, xong rồi các bạn chọn bản, các bạn xem máy tính của bạn coi cài cái hệ điều hành Win 64 bit hay 32 bit. Đây các bạn tải 64 bit trong mình chẳng hạn, các bạn kích vào các bạn tải. Rồi tải về đây, nhấn vào đây tải về thôi, bình thường tải về thôi ạ. Đây các bạn tải về. Xong các bạn open, các bạn cài đặt thôi. Đấy, ngoài các bạn chưa có thì bạn nhấn từ insert này xong nó cài đặt cho các bạn là xong. Rồi thế. Các bạn sau đó các bạn vào cái thư mục gửi là bây giờ sẽ hiện lên các cái tệp ba trong sách như thế này này. Thế là các bạn đã cài xong rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần nháy đúp vào đấy thôi. Đây các bạn nháy đúp vào đấy, các bạn nháy đúp vào đấy thì hắt hiện lên một cái cửa sổ giống như thế này này. Xong bây giờ các bạn chọn từ này này, mình không biết đọc là cái gì nữa. Đây 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 các bạn kích vào đây, xong các bạn tìm cái ổ đĩa mà các bạn muốn bung nó ra ấy. Đây các bạn tìm, ví dụ mình lưu ngoài desktop đi, ngoài hình nền luôn này, còn mình ấn ok. Đấy, khi nó chạy cái ô cửa sổ này lúc nào nó mất hết đi, như vậy là đã xong rồi. Cái này không cần là các bạn tắt đi nhá, các bạn tắt đi. Đấy bây giờ hắn nó nằm ở ngoài desktop luôn này. Đây các cái preset nó nằm đây này. Đấy, đây là các cái preset này thì các bạn làm theo cái hướng dẫn hôm trước để cốp vào Lightroom và làm do rồi các bạn dùng thôi. Đấy đây là hướng dẫn nhá, nhưng chỉ có vậy thôi. Thân ái Đến chào, đây là mình các bạn đã rõ rồi. đến đây các bạn đã rõ Xin chào các bạn mình thôi. xin chào các bạn Bây giờ khác người chơi luôn. Không ta.